Ám ảnh quang cảnh bên trong các tòa nhà bỏ hoang ở Italy. Nữ nhiếp ảnh gia Eleonora Costi đã dành 4 năm đi du lịch và chụp ảnh các tòa nhà bỏ hoang ở Italy. Trong ảnh là một biệt thự hoang phế ở Turin. Trong 4 năm, nữ nhiếp ảnh Costi đã ghé thăm hơn 100 bệnh viện, trường học, biệt thự, bệnh viện tâm thần, nhà hát. Bên trong biệt thự có từ thế kỷ 14 ở Milan bị bỏ hoang suốt nhiều năm. Nhiều phần của tòa nhà này bị hư hại nghiêm trọng do thời tiết xấu. Khung cảnh u ám, tĩnh mịch đến rợn người tại biệt thự bỏ hoang ở Piedmont. Nhiều đồ đạc, vật dụng gia đình phủ đầy bụi sau khi bị bỏ lại trong các tòa nhà không còn được sử dụng. Sau nhiều năm hoang phế, tường và trần nhà bị bong chóc. Khung cảnh sập sệ bên trong tòa nhà bỏ hoang ở Italy. Những đồ nội thất, trang trí cũ kỹ, ngả màu sau nhiều năm không được sử dụng. Nhà hát cũ kỹ bên trong một trường học bỏ hoang ở Tuscany. Biệt thự này ở Emilia-Romagna từng thuộc về hai bác sĩ. Tuy nhiên, họ không có con cái. Họ hàng của họ không có đủ khả năng chi trả chi phí trông nom, tu bổ thường xuyên nên nó bị bỏ hoang.